Chào các giám đốc marketing, những trưởng phòng, những chuyên gia marketing đang theo dõi series video giám đốc marketing toàn diện của tôi. Video này thì tôi sẽ tiếp tục nói về việc xây dựng thương hiệu nhưng mà dành cho con người. Chúng ta nó chính là xây dựng nhân hiệu. Và ngày nay thì chúng ta thấy rằng nhân hiệu có vai trò rất là quan trọng, rất là quan trọng. Trước đây thì chúng ta chỉ tập trung vào xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, cho tổ chức, cho sản phẩm dịch vụ, nhãn hàng nói chung. Thì bây giờ chúng ta xây dựng nhân hiệu. Thế thì nhân hiệu là gì? Nhân hiệu tức là thương hiệu về một con người, về một người nào đó. Thế thì các giám đốc marketing có cần xây dựng nhân hiệu không? Câu trả lời là có. Sếp của các bạn là CEO, là chủ tịch, có cần xây dựng nhân hiệu không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào quan điểm của sếp của các anh chị nữa. Ví dụ như sếp của anh chị không muốn xuất hiện, không muốn lộ diện ở trên mạng, hoặc là cái ngành nghề kinh doanh quá nhạy cảm, quá phức tạp, cách thức kinh doanh là không được gọi là chính danh cho lắm thì họ sẽ không muốn xuất hiện đâu. Thế còn nếu mà chúng ta kinh doanh đàng hoàng, nộp thuế đàng hoàng, đặc biệt là kinh doanh online thì chúng ta nên xuất hiện. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng là những cái thương hiệu nổi tiếng, đúng không ạ? Thí dụ như là CEO của Tesla, ông Elon Musk, đúng không ạ? Cựu và chủ tịch của Microsoft, ngài Bill Gates, đúng không ạ? Hay là cựu tổng thống Donald Trump, đấy, hay là cựu tổng thống Obama, vân vân. Ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều người có những cái nhân hiệu mạnh. Thí dụ các ca sĩ, các diễn viên, rồi những cái doanh nhân thành đạt, họ có thể có vài chục ngàn đến thậm chí vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu lượt người theo dõi trên một số các nền tảng. Hay là trong giới bóng đá thì chúng ta biết rằng những cái danh thủ như là Cristiano Ronaldo hay là Messi, hay Việt Nam thì có Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh vân vân, thì đều có những cái số lượng người theo dõi rất là lớn và họ có thể kiếm được tiền, họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo, nhờ cái uy tín thương hiệu của họ. Vì vậy cái việc xây dựng nhân hiệu nó đã trở thành quan trọng. Đấy. Thì trước hết là các anh chị là những người làm marketing thì các anh chị hãy xây dựng cho mình cái nhân hiệu của mình. Và thứ hai là chúng ta cũng xây dựng nhân hiệu cho sếp của mình. Đấy, hoặc là chúng ta cũng đi nhận các cái gói xây dựng nhân hiệu cho các CEO, các cái những cái startup của những cái doanh nghiệp khác. Đấy, có thể là một chuyên gia đào tạo này, hoặc là một CEO này, hoặc là một cái chuyên gia về lĩnh vực marketing này, hay là phần mềm này. Đấy. Tất nhiên là những người nổi tiếng thì cũng có những cái mặt trái là họ sẽ bị công chúng soi mói nhiều hơn, tất cả những cái hành động của họ đều có thể bị cường điệu hóa lên, nó cái quyền riêng tư của họ sẽ bị hạn chế hơn một chút. Thì cái đấy là cái mà cái gì có hai mặt của nó, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý về điều đấy. Được chưa? Ok, thứ nhất là về thương hiệu cá nhân là gì. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu đó chính là hình ảnh, là giá trị bản thân của một con người hay một cá nhân trong cộng đồng. Giúp để phân biệt cái người đó với những người khác. Đấy. Và thương hiệu cá nhân tức là cái cộng đồng mà người ta muốn xây dựng để hướng tới một cái nhóm cộng đồng, có thể là khách hàng mục tiêu, có thể là các nhà đầu tư, thì là những người mà người ta biết về về bạn và hiểu được cái giá trị, hiểu được cái đạo đức, hiểu được cái trình độ, cái tài năng của bạn, và bạn có uy tín. Uy tín đây là cái sự về mặt chuyên môn, về mặt nghề nghiệp, về mặt đạo đức, về mặt pháp lý, bạn khiến người ta có thể tin cậy và giảm đi cái sự lo lắng khi hợp tác với bạn. Ý tôi là như vậy. Vâng, và có một câu nói là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào. Đây chính là cái lời giải thích cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Và ngày nay thì thương hiệu cá nhân rất là dễ đo đếm bằng cách làm đo bằng lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, đo bằng lượt tương tác, đo bằng mức độ ảnh hưởng của những cái công cụ đó và cái giá trị mà cái người đó trao đi cho cộng đồng. Thí dụ như tôi vẫn miệt mài làm những cái video và làm slide rất là chuyên nghiệp như này để cho các anh chị và các bạn theo dõi. Có thể là người này biết, người kia chưa biết, có thể người này thấy là dễ, người kia thấy là khó. Có thể thấy người này có là thấy là có giá trị, người kia thấy là ít có giá trị, nhưng trên hết là mình vẫn luôn luôn muốn là chia sẻ, muốn cống hiến, đúng không ạ? Và mình muốn xây dựng cái thương hiệu cá nhân của chính mình
là một cái chuyên gia về về kinh doanh online, về marketing online rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên sâu đó. Thế thì từ đó chúng ta sẽ kiếm được những cái hợp đồng, kiếm được những khách hàng. Và các anh chị biết rằng là với một cái vai trò mà nhân hiệu của anh chị mà có mà tốt đúng không ạ, thì anh chị bán hàng cũng dễ, anh chị huy động vốn cũng dễ, anh chị vay nợ cũng dễ, anh chị kinh doanh rất là thuận lợi, rất là thuận lợi. Đấy. Thế nên là nếu như mà chúng ta chưa xây dựng thương hiệu cho chúng ta tốt thì chúng ta cần phải phải làm thôi. Đấy. Thí dụ như tôi thì tôi xây dựng thương hiệu là một giảng viên chuyên gia về lĩnh vực digital marketing hoặc là kinh doanh online. Đấy. Hoặc là bán hàng online thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Rồi, cũng giống như hàng hóa thì chúng ta cũng cần phải định vị nhân hiệu. Đấy. Thế thì chúng ta phải trả lời câu hỏi là khách hàng chúng ta muốn hướng tới, cái cộng đồng chúng ta muốn hướng tới, cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta dự kiến bán, thì chúng ta sẽ định vị cái nhân hiệu của chúng ta ở cái phân khúc nào, cái nhóm đối tượng khách hàng nào người ta sẽ quan tâm, cái phong cách mà chúng ta sẽ xây dựng. Thí dụ như là các bạn để ý những cái phong cách của tôi thì nó có thiên hướng làm rất là chi tiết, rất là điềm đạm, rất là lịch sự, rất là có tính chất học thuật. Đấy. Nó sẽ, bởi vì tôi là giảng viên mà, đúng không ạ? Tôi không thể nào theo kiểu bậy bạ xốc xếch tào lao. Thế nhưng mà tôi không 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 cho rằng là bậy bạ xốc xếch tào lao là xấu. Nó sẽ phù hợp với những cái tập khách hàng của người ta, những cái sản phẩm và dịch vụ khác mà người ta hướng tới, đúng không ạ? Thì đây, cái phần này chính là cái phần định vị về nhân hiệu, trả lời cho câu hỏi là mình là ai và cộng đồng của mình muốn hướng tới là những người như thế nào, đúng không ạ? Vâng. Và cái nhân hiệu của chúng ta sẽ phục vụ gì cho công việc, cho mối quan hệ và khả năng bán hàng, khả năng kinh doanh và khả năng kiếm tiền của chúng ta. Đấy. Và chúng ta xây bằng cách nào thì tí nữa ta sẽ bàn sau, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có những cái khả năng, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, phẩm chất, tố chất gì? Đấy. Thì cái đấy là chúng ta sẽ đem ra để chúng ta định vị và xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta. Đấy. Thí dụ như là tôi có khả năng chụp ảnh rất là đẹp, nhưng mà tôi không định vị thương hiệu tôi là một nhiếp ảnh gia, mà tôi định vị tôi là một chuyên gia về digital marketing. Đấy, các bạn sẽ cười, các bạn bảo là thầy thì biết gì về nhiếp ảnh mà thầy nói thế, đúng không? Đấy, thì tôi khẳng định với các bạn là tôi chụp ảnh rất là đẹp. Đấy, và tôi có máy ảnh chuyên nghiệp, những cái máy Canon 5D Mark 3 rồi 1D tôi đều có, ống kính rất là chuyên nghiệp, cũng xách máy đi khắp nơi chụp ảnh rồi và đã từng đạt giải nhiếp ảnh quốc tế rồi. Đấy, ý tôi muốn nói là tôi không xây dựng cái hình ảnh đó mà tôi chọn cái hình ảnh này. Bởi vì bạn chỉ được chọn một cái định vị thương hiệu thôi. Còn trừ khi bạn muốn làm hai ba cái định vị thì bạn phải có hai ba cái tài khoản khác nhau. Đó nhá. Và để mà mình có thể nói được, đăng được bài liên tục thì mình phải có chất liệu, mình phải có cái kho kiến thức, kinh nghiệm ở trong đầu, đúng không? Thế thì với trả lời cho câu hỏi là đấy, mình có cái đặc điểm gì, nổi bật gì, lợi thế gì, kinh nghiệm, kỹ năng gì đấy, thì mình sẽ lôi ra. Chứ còn bây giờ nếu mà mình không biết mà mình cứ có những người định vị là chuyên gia về marketing nhưng mà nói về marketing rất là nông, thiếu hiểu biết, đọc chưa nhiều, trải nghiệm chưa nhiều, chưa đi đâu, chưa tư vấn, chưa giải quyết các vấn đề một cách thấu đáo, thì những cái bài viết nó rất là non, đúng không ạ? Rồi thì cái cách chia sẻ nội dung nó rất là non. Đấy. Cái tính đa dạng của nội dung cũng cũng không có nhiều, đúng không? Ok. Thì phụ thuộc vào việc là bạn muốn định vị và bạn muốn trở thành ai ở trên mạng internet. Đấy. Thế sau khi mà mình đã xác định được nhân hiệu, định vị được nhân hiệu và hình ảnh của bản thân rồi, thì mình bắt đầu là xây dựng thông qua các cái gọi là hệ sinh thái, giống như là của thương hiệu hàng hóa và dịch vụ, thì chúng ta cũng sẽ có cái hệ sinh thái chúng ta cần phải làm. Đấy. Thí dụ như là chúng ta thông qua Facebook cá nhân, fanpage, Zalo, Zalo Business, Zalo Ads, đúng không ạ? Rồi thì Instagram, rồi thì YouTube, rồi thì website, rồi thì TikTok. Đấy. Thí dụ như tôi ở đây thì tôi có thể chia sẻ cho các bạn xem là đây. Thí dụ như là các bạn có thể vào các bạn search là PA Marketing, đúng không? Đấy. Ra trang web của tôi. Đấy, lượt truy cập rất là nhiều. Đấy, thì bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, thì đây là một công cụ, đây là một công cụ, đấy, fanpage, YouTube, đúng không ạ? Và các công cụ bạn cần phải có và trên đó bạn cần phải có nội dung. Đấy.
Thế đây thì tôi mới có được 27.700 lượt sub, đúng không ạ? Subscribers, tức là những người theo dõi cái kênh này. Và hoàn toàn là tự nhiên, hoàn toàn là tự nhiên. Tôi không chạy quảng cáo, tôi không đăng bài ở đâu ở đâu. Thế thì câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây là nếu như nó là lên 100.000, nếu như nó là 500.000, đấy, nếu như nó là 1 triệu thì cái thương hiệu nó càng lớn, đúng không ạ? Giống như Cristiano Ronaldo, các bạn thấy đấy, là khi người ta trả tiền cho Ronaldo để đá bóng thì người ta cũng mua luôn cả những cái quyền để khai thác cái thương hiệu ở trên Instagram, ở trên Facebook, bởi vì danh thủ này có hàng trăm triệu người theo dõi, đúng không ạ? Và cái giá trị đem đến cho một cái doanh nghiệp cũng rất là lớn. Tương tự như thế, đúng không ạ? Các bạn sẽ cần phải có đa kênh, và trên kênh thì các bạn phải có lượt truy cập, phải có lượt truy cập nha. Website của tôi thì hiện nay có khoảng 35.000 đến 40.000 lượt truy cập một tháng. Một cái website thì tôi có thể kỳ vọng là sau năm tới đặt mục tiêu lên 100.000 lượt truy cập bằng cách là viết thêm về số lượng, tăng tần suất và tăng khối lượng, tăng chất lượng, liên tục như vậy thì rồi, hoặc là chạy thêm quảng cáo, thì như vậy chúng ta sẽ có thương hiệu cá nhân và chúng ta cũng sẽ có khách hàng. Đấy. Hay là một cái ví dụ như các bạn biết là kể cả CEO của Facebook là Mark Zuckerberg, đúng không ạ, thì cũng có cái kênh của ông ta và có 12 nhân viên để chăm sóc cái tài khoản của ông ta, đăng cái gì, đăng như thế nào, kiểm soát nội dung, trả lời tin nhắn rất là chặt chẽ. Ok, bước tiếp theo là làm thế nào để chúng ta sẽ xây dựng được cái nhân hiệu của chúng ta đây. Đấy. Thế thì chúng ta thứ nhất là phải chủ động sáng tạo nội dung, tức là phải đăng bài viết, đăng hình ảnh, đăng video, tham gia vào bình luận trên Facebook, trên Zalo, trên Instagram, trên TikTok, đúng không ạ? Vâng. Nội dung của chúng ta phải có tính nhất quán và logic. Nhất quán liên quan đến hình ảnh, định vị mà chúng ta đã lựa chọn và mong muốn, chứ không phải lúc thì trông lem nhem, lúc thì trông sang trọng, lúc thì nói chuyện bậy bạ, lúc thì nói chuyện lịch sự tử tế, thì người ta không hiểu, người ta sẽ bị confused, tức là rất là khó hiểu là cái định vị của mình là gì. Thì cái định vị này nó phải thống nhất và nhất quán, và nó phải có tính tích cực, đúng không? Rồi, các nội dung mà chúng ta có thể viết bất kỳ về cái chủ đề mà chúng ta cảm thấy là phù hợp với cộng đồng mà chúng ta đang muốn xây dựng, phục vụ cho các hoạt động bán hàng, kinh doanh của chúng ta. Đấy, và kể cả ăn theo những cái nội dung real time, tức là theo thời gian thực. Thí dụ như là vụ việc cầu thủ bóng đá, vụ việc này, vụ việc kia, ngôi sao này, ngôi sao kia, chúng ta có thể tham gia bình luận hết. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng những cái nội dung đấy là phục vụ cho lợi ích của chúng ta. Vâng. Thoải mái sáng tạo các nội dung, nhưng mà phải phù hợp, phải hợp pháp, phải tôn trọng đạo đức và phù hợp với cộng đồng, đúng không? Tránh giật tít, câu like, câu view, sốc sách, đúng không? Thiếu tích cực, và đặc biệt là vi phạm pháp luật nha. Tránh tuyệt đối vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng ta, rồi chúng ta bị xóa kênh. Thí dụ như gần đây có cái vụ kênh TikTok của một cái bạn, đúng không ạ, làm kênh TikTok, đó là bạn Nono, thì bạn ấy bị xóa kênh. Đấy, và bây giờ là cứ lên kênh là bị xóa, lên kênh là bị xóa, như vậy là mất hết đường làm ăn đó. Đấy, rồi thì những cái nội dung nó cũng nhảm nhí, và nếu mà theo một cái cấp độ nào đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là tiêu cực. Vâng, hãy cập nhật thông tin đầy đủ, đúng không? Hạn chế bình luận, tranh luận khiến cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, không có lợi nha. Không nên tranh cãi kịch liệt, không nên chửi bới, không nên đẩy người ta vào cái thế bí. Đấy. Và xây dựng thương hiệu cá nhân thì đòi hỏi cái sự kiên trì về thời gian, khôn ngoan trong mỗi bài viết, sự chăm chỉ và cung cấp các nội dung cần thiết. Và nếu như bạn là sếp thì bạn có thể thuê nhân viên, một hai bạn nhân viên quản lý cái tài khoản, đăng bài viết bài cho mình. Đấy, ảnh mình chụp một loạt. Đấy, mình đi đến studio mình chụp khoảng độ 100-200 cái ảnh, mình up dần cả năm, đúng không? Rất là khôn ngoan. Đấy, chụp thay quần áo, thay đồ ra liên tục, xong đó nó up cả năm. Đấy, nội dung của mình liên tục mới. Đấy, rồi mình quay video, mình làm reels cho Facebook, mình làm short video cho YouTube, mình làm short video cho TikTok. Ok. Đấy, rồi mình cũng phải bỏ tiền chạy quảng cáo nữa, vân vân. Đấy.
Khi mà đã thành công rồi thì chúng ta có thể bán hàng kiếm tiền rồi thì PR thuê cho người khác đúng không? Vâng. Và chúng ta đo lường bằng lượt theo dõi, bằng tương tác trên từng bài viết, bằng cái cảm nhận tích cực của mọi người về mình. Đấy. Hệ sinh thái thì tôi cũng hướng dẫn rồi, Facebook, fanpage, rồi group, rồi Zalo, rồi website, đấy, tài khoản Instagram, YouTube, đúng không ạ? Và cũng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cá nhân giống như là nhận hàng hóa đấy. Đấy, ví dụ như các bạn nhìn thấy Barack Obama hay là Donald Trump kiểu kiểu như thế. Vâng, thế thì các bước của nó là như nào? Đầu tiên là cũng phải xác định mục tiêu. Đấy, có 8 bước trong nhân hiệu, 10 bước trong thương hiệu nhé. Đấy. Xác định mục tiêu ở đây là gì? Là ai, như thế nào? Đấy, lập ra các cái kế hoạch cụ thể, ghi vào một cái file Excel nào đó. Thí dụ như những kênh gì, kênh nào, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu lượt theo dõi, trong bao lâu, viết mấy bài một ngày, bao nhiêu lượt thích, kênh YouTube có bao nhiêu video, có bao nhiêu lượt theo dõi, mỗi tuần có bao nhiêu video mới, đúng không? Website có bao nhiêu bài viết, tăng được lượt SEO như thế nào, tăng được lượt truy cập ra làm sao. Tất cả những cái đấy đều phải có KPI, tự mình làm, tự mình đạt được hoặc mình thuê đối tác, thuê nhân viên làm. Đấy, xác định cái giá trị riêng của mình, cái chất riêng của mình. Thí dụ như là riêng về đào tạo, về hướng dẫn mà chi tiết tỉ mỉ mà có tâm có tầm thì chắc chắn là đấy, các bạn đã bảo ôi cảm nhận được thầy Phan Anh làm rất là tốt thế này thế kia, ví dụ thế nhá. Có mỗi người có một cái phong cách riêng, chúng ta không nên copy phong cách mà chúng ta cần copy cái sự chăm chỉ, cái sự sáng tạo thôi. Đấy, chứ còn chúng ta không nên copy phong cách. Đấy, mình mỗi một người là một cái bản sắc đúng không? Bây giờ tại sao mọi người hỏi tôi là tại sao thầy không làm TikTok? Bởi vì tôi cảm thấy là tôi nói rất nhiều và nói rất kỹ, thế tôi làm TikTok thì nó ngắn quá, tôi không nói được. Đấy, thế tôi vẫn trung thành với YouTube và tôi cảm thấy đó là một kênh phù hợp với tôi. Đấy. Rồi, bước số 3 là xác định cái điểm mạnh của chúng ta. Và cái điểm mạnh này chúng ta có thể học tập và nâng cao lên. Đấy. Điểm mạnh ở đây là về lĩnh vực chuyên môn, về lĩnh vực mà mình đang định xây dựng. Thí dụ như mình là kỹ sư xây dựng thì mình làm các video về thiết kế nhà, đúng không ạ? Thiết kế hàng quán, thiết kế khách sạn. Đấy. Mình là chuyên gia về marketing thì ngày nào mình nói về kinh doanh, bán hàng, marketing, quảng cáo. Rất nhiều các chủ đề đúng không? Mình là chuyên gia về xe hơi thì mình review xe, mình đánh giá xe, mình so sánh xe, rồi mình chỉ ra những cái bệnh, những lỗi, vân vân. Đấy. Mình là một cái đơn vị mà chuyên phục vụ các KOL thì mình cứ xuất hiện cùng với các KOL thật nhiều. Đấy. Xác định được bản sắc cá tính của một cái nhân hiệu đó, của một con người đó rất mạnh mẽ đúng không? Xác định phong cách từ hình ảnh, từ trang phục, từ lối sống, từ cách viết bài, từ ngôn từ, từ trình độ học vấn, vân vân. Đấy. Hãy xuất hiện với những cái ngôn từ hay nhất, đúng không? Cuốn hút nhất, hình ảnh tốt nhất, gọi trau chuốt, nghiêm túc và nghệ thuật một chút. Đấy. Ví dụ như là cái hình của tôi đây, chụp com lê trông rất là đẹp, lịch sự, đúng không? Ừ. Rồi, video cũng phải sáng tạo, đầy ý nghĩa, mang tính minh họa cho cái thương hiệu cá nhân của chúng ta. Nhưng mà quan trọng hết là đó phải là phong cách thật của chính chúng ta chứ không phải là một người đi mượn. Đó, cam kết về mặt hình ảnh. Đấy, cam kết tức là rõ ràng là phải thống nhất và phải chuyên nghiệp. Đấy, rồi thì xác định được các cái yếu tố hỗ trợ cho thương hiệu. Đấy, thì cái này về về thương hiệu cá nhân và nhân hiệu thì chúng ta thấy rằng là một. Thế còn nhân hiệu với lại thương hiệu của hàng hóa dịch vụ thì nó cũng tương tự, gần gần giống nhau, nó không không quá khác nhau đâu. Đấy. Và ngày nay thì một cái người chủ doanh nghiệp họ cũng có thể là vừa xây dựng nhân hiệu cho họ và vừa xây dựng kết hợp cùng với hàng hóa của họ luôn, thế là họ sẽ bán được rất tốt. Đấy. Và cuối cùng là hãy kể câu chuyện nhân hiệu của chúng ta. Đấy. Và liên tục cứ như thế, đều như bắt chanh. Đấy. Thì cách làm thì chúng ta tự làm hoặc là chúng ta thuê bên thứ ba làm hoặc là chúng ta để nhân viên làm. Đấy, và kênh thì Facebook, Google, Zalo, TikTok, website. Đấy, chơi hết hoặc là chơi một số kênh. Đấy, về media thì có bài viết kèm hình ảnh, bài viết kèm video, video ngắn, video dài. Đấy, rồi thì bài viết trên website. Đó. Đấy, về chủ đề thì chủ đề là liên quan trực tiếp đến cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta muốn bán, liên quan đến lĩnh vực mà chúng ta đang muốn xây dựng thương hiệu, và liên quan đến những thứ mà cộng đồng của chúng ta đang muốn tìm hiểu, muốn lắng nghe, chứ không phải là chỉ đơn thuần là về chuyên môn 100% đúng không? Ok, thì đấy là video tôi nói về xây dựng nhân hiệu cho các anh chị và các bạn.
Xin chia sẻ một chút để các cái giám đốc marketing, những người làm marketing thì hình dung nhiều hơn và đánh giá được cái tầm quan trọng của nhân hiệu của chính mình, của sếp mình, của những người bán hàng trong hệ thống của mình. Đấy, không phải là chỉ mỗi ông giám đốc thương hiệu làm đâu, hay là ông giám đốc marketing làm đâu, hay là ông giám đốc điều hành làm đâu. Mà ví dụ như bạn có 100 đại lý thì bạn cũng phải xây dựng nhân hiệu cho 100 đại lý đấy. Xong dưới 100 đại lý này lại có 500 người bán hàng thì lại phải xây dựng nhân hiệu cho cả 500 người bán hàng đấy. Cứ thế. Thì cái khả năng bán hàng nó sẽ tốt lên và cái thương hiệu nó sẽ bổ trợ rất mạnh mẽ cho cái hàng hóa dịch vụ của mình, cho cái sự yêu thích của mình. Vâng, ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Và nếu như tôi đã nói, các anh chị các bạn cần tư vấn về xây dựng thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế website thì hoặc là xây dựng nhân hiệu cho các anh chị các bạn trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, website, YouTube và TikTok vân vân, thì có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Và trong cái video, trong cái bài giảng thì tôi cũng không đề cập đến nhiều những cái case study, những cái tình huống mà tôi đã làm, nhưng tôi khẳng định với mọi người rằng là với 15 năm tính đến thời điểm này là 15 năm làm nghề và có hàng trăm nghìn học viên, hàng nghìn khách hàng, thì tôi đã tiếp xúc để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ cho anh chị và các bạn được. Vâng, hãy tin tôi và hãy liên hệ với tôi để được trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video bài học tiếp theo.